Hello, xin chào các bạn nhé. Wow. Một chiếc máy bay chiến đấu các bạn ơi. Nè, máy chiến đấu của quân đội Mỹ. Ok. Tiếp theo đó là một khẩu súng nước. Màu đỏ kết hợp màu vàng các bạn ơi. Super Water Gun. Yeah. Bình chiến nước dài chưa các bạn. Ok. Wow, một con thần đàn rất là nhiều màu sắc các bạn ơi. Yeah. Các khúc đuôi đều mỗi màu có một màu này các bạn ơi. Yeah, thần đàn này có cái mắt rất là đáng sợ. Ok. Tiếp đến là một chiếc mặt nạ hút người khổng lồ xanh, mặt màu xanh luôn các bạn ạ. Riêng mái tóc lên lông mày màu đen. Yeah, ok. Wow, một khẩu súng AK-47 mini này các bạn này. Màu đen kết hợp màu vàng nhé các bạn nha. Ok. Wow, còn đây là một chiếc khẩu súng AK-47. Wow. Đời thấp luôn. Ok. Tiếp đến là một hình nhân Ultraman màu đỏ. Đó. Điểm màu bạc nhé các bạn nhá. Ok. Wow, một khẩu súng 22 trong hấp lai các bạn ơi. Yeah, súng này bắn rất là giật luôn. Ok. Wow. Một chiếc khẩu súng tương lai Spider-Man của anh người nhện các bạn nhá. Anh đang ngắm bắn này các bạn này. Ok. Yeah. Tiếp đến là một chiếc mặt lạ của người nhện các bạn ơi. Nhìn ngay là biết mạng nhện bám đầy mặt rồi. Ok. Wow. Một khẩu súng của đội trưởng Mỹ. Các bạn biết không, điều đặc biệt là nó có hai nòng này các bạn này. Đó. Súng màu xanh kết hợp màu đỏ luôn. Ok. Huki với bộ lông màu xanh dương, môi đỏ, răng rất là dài. Yeah. Một khẩu súng của gì đây các bạn ơi? Đây là khẩu súng khủng long. Yeah. Một cái xuồng của quân đội Mỹ này các bạn này. Cano đấy các bạn ạ. Oh, wow, một đoàn tàu có hình mặt cười các bạn ơi. Nhìn rất là dễ thương nha các bạn nha. Không đáng sợ đâu. Cuối cùng là một khẩu súng của Ultraman, khẩu súng nước các bạn nha. Yeah, khẩu súng này có màu ghi này, kết hợp với bình chứa nước màu đỏ. Wow, rất đẹp. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.